Xin chào mọi người, và nhất là những người tuổi Dậu. Đây là video clip mình sẽ thống kê, chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Một cái tháng mà theo như là mọi người sơ khởi, mọi người biết là nằm trong tứ hành xung của địa chi Tý Ngọ Mẹo Dậu. Mà nằm trong tứ hành xung thì thường thì người ta nói là nếu mà vợ chồng là gọi là khắc khẩu, còn ở trong địa chi thì gọi là nó đem lại nhiều điều buồn phiền cho tình cảm gia đạo, nhưng mà nó không quá lớn do là Tý Ngọ Mẹo Dậu, Tý với Dậu nó xa nhau cho nên là nó phần nào nó cũng không có quá là nhiều cái chuyện nghiêm trọng, dù là có đó, có xào xáo gia đạo, có buồn phiền, có cãi lộn nó, nhưng mà nó không quá nghiêm trọng gây ra những cái việc to lớn, chia rẽ ở trong cái tháng này đối với người tuổi Dậu. Thì đầu tiên hết là mình sẽ phải xét cho người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 với mệnh Sơn Hỏa Hỏa. Người mệnh Sơn Hỏa Hỏa thì gặp tháng Bính Tý là một tháng Thủy, như vậy là Thủy khắc Hỏa, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cần cẩn trọng nhiều cái việc xấu, đề phòng những cái tai nạn bệnh hoạn phạm thân, đặc biệt là với nữ mạng, với khúc dưới dễ là bị, người ta nói là bị bệnh đường máu huyết, nó không có ổn định lắm, cho nên là nhớ cẩn thận về cái sức khỏe và bổn mạng của các anh chị. Là các anh các chị thì mình đi ra đường hoặc là đi đâu đó thì mình nhớ cẩn thận ở trong tháng này với cái mệnh là Thủy khắc Hỏa, nó sẽ không có tốt đẹp lắm cho bổn mạng của mình. Cẩn thận không phải là thường. Rồi thiên can thì chữ Bính với chữ Đinh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là cả Bính và Đinh nạp âm ngũ hành đều là Hỏa, cho nên đây có thể nói là cái tháng công việc tài lộc không có vấn đề gì lớn, không có cản trở, nhưng cũng không có quá cái nhiều cái điều mà tích cực. Không phải là thiên can thuộc ngũ hợp, đây là thiên can bình hòa ha. Rồi địa chi thì Dậu Tý, Dậu Tý nằm trong tứ hành xung, gia đạo tình cảm có nhiều phiền muộn nhưng mà không có quá nghiêm trọng, như đã giải thích ở phần đầu của video là mình có thể là có những cái chuyện mà trục trặc trong gia đạo, nhưng không quá nghiêm trọng mà xảy đến những cái việc mà xấu gây chia lìa ở trong gia đạo. Như vậy đối với cái tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, người Đinh Dậu sinh năm 1957, đặc biệt là nữ mạng, phải cần để ý bổn mạng sức khỏe của mình là chính. Các anh thì đi ra đường nhớ cẩn thận ha, đừng có ỷ lại mà xảy đến những cái chuyện mà tai nạn có thể phạm thân, nguy hiểm chế bổn mạng của mình chứ không phải là suy yếu đâu nha. Rồi người tiếp tục của tuổi Dậu đó là các anh các chị Kỷ Dậu sinh năm 1969 với mệnh Đại Trạch Thổ. Người mà mệnh Đại Trạch Thổ gặp tháng Thủy, tháng Bính Tý là Thổ khắc Thủy, bản mệnh khắc tháng, tương đối không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là cái này chúng ta chỉ bị suy yếu chứ không nguy nan giống như là người Đinh Dậu với thủy khắc Hỏa ha. Chút khó khăn về bổn mạng, đặc biệt là khi mà cái việc mà Thổ khắc Thủy như vậy thì phúc tinh, tài tinh nó cũng sẽ yếu đi, và yếu đi thì sẽ cũng không có tốt đẹp cho cái công việc làm ăn cho lắm. Với Bính Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về thiên can. Bính thì nạp âm ngũ hành của Bính là Hỏa, Kỷ là Thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành được tương sinh. Có thể nói là công việc của tháng này có sinh tài lộc nhưng không quá lớn, đặc biệt với nam mạng tuổi này, tháng này có sinh tài lộc. Địa chi thì cũng giống như là người tuổi Đinh Dậu với Dậu Tý nằm trong tứ hành xung, nhưng gia đạo tình cảm chắc chắn là sẽ có những cái chuyện nó không được suôn sẻ, không được vui vẻ. Tuy nhiên là không quá nghiêm trọng, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi chứ không phải là như Tý Ngọ lục xung, mà là Tý Ngọ Mẹo Dậu rồi, nó xa nhau rồi. Như vậy xét về cái tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 của người Kỷ Dậu thì bổn mạng vẫn là cái mấu chốt cần phải chú ý một tí xíu. Tuy là không đến nỗi nguy hiểm nhưng mà mình phòng bệnh, mình lỡ mà té xuống xây sạc rồi này kia nó cũng để lại thẹo vậy. Và gia đạo tình cảm là một cái gì đó cần phải để ý, coi chừng gây lộn nha. Rồi tiếp tục, đó là người Tân Dậu sinh năm 1981 với mệnh Thạch Lụ Mộc. Tháng vừa rồi tháng Ất Hợi với cái chữ Tân khắc Ất ha. Công việc của người Tân Dậu gặp vô vàn khó khăn, dù rằng không phải là tháng tuổi, không phải là tháng xung trong tứ hành xung, nhưng mà công việc cũng không có được cái gì hết. Thì bước qua tháng này thì có một điều rất là tích cực. Tháng này là một tháng khá tốt về công việc và bổn mạng đối với người Tân Dậu. Vì sao? Vì người Tân Dậu là mệnh Thạch Lụ Mộc, mà tháng Bính Tý lại là tháng thủy. Như vậy xét về trụ mạng là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và cái bổn mạng. Chính vì cái sự tương sinh về bổn mạng với tháng thì nó phúc tinh và tài tinh sẽ phần hưởng lợi, phát sáng, phát huy tác dụng của nó tối đa nhất. Thiên can lại là thuộc ngũ hợp Bính hợp Tân, tốt cho công việc và rất dễ sinh tài lộc, đặc biệt là nam mạng ở trong cái tuổi này, ở trong cái tháng này ha. Bổn mạng được tương sinh, thiên can thuộc ngũ hợp, thì địa chi cũng giống như những người tuổi Dậu khác với Dậu Tý thuộc trong tứ hành xung. Gia đạo tình cảm thì chắc là có nhiều cái buồn phiền nhưng không quá lớn lao, không có nghiêm trọng. Rõ ràng là người Tân Dậu ở trong tháng Bính Tý này có quá nhiều cái sự tích cực. Bổn mạng được tương sinh, phúc tinh tài tinh sáng ha, thiên can thuộc ngũ hợp, địa chi thì chỉ là tứ hành xung nó xa nhau một chút, nó không có quá xung khắc. Như vậy có thể nói là qua khỏi cái tháng Ất Hợi này, mà hiện tại là mình đang hình như 20 mấy tháng Ất Hợi, 21, 22 gì rồi, còn một tuần nữa tháng Ất Hợi, Tân khắc Ất thì thấy rồi hả? Công việc với cái sòng dòng sâu quần không được gì hết. Thì qua tháng này hy vọng rằng với cái sự tương hợp đó, công việc nó sẽ tốt đẹp hơn, tài lộc nó sẽ có, để mà chuẩn bị đón chào những cái ngày cuối năm, năm hết tới đến ha. Người tuổi Dậu tiếp theo đó là người Quý Dậu sinh năm 1993 với mệnh Kim phong Kim. Khi mà người mệnh Kim gặp tháng thủy, tức là Kim sinh thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không có tốt cho lắm. Trong các cái bổn mạng mà xấu thì cái bổn mạng sinh xuất là xấu ít nhất. Xấu nhất vẫn là bị tháng tương khắc, sau đó là mình khắc tháng, rồi tới cuối cùng là bị sinh xuất. Thì sinh xuất bổn mạng thì bị suy yếu đi, mà khi suy yếu đi thì phúc tinh tài tinh nó không mất hết tác dụng nhưng nó cũng suy yếu một chút, cho nên là dễ để cho phá nó lại tinh hoàn thành. Với đặc biệt thì năm nay á, là người mà chữ Quý thì bị chữ Kỷ của cả năm nó khác, công việc nó có tương đối những cái điều nó không tốt đẹp, dễ có cái chuyện mà gặp cái này thị phi cái kia, ảnh hưởng đến cái sự công việc của mình. Lại là năm tam tai cho nên là người Quý Dậu từ đầu năm tới giờ nói sự thành công thì không phải, tuy nhiên là cũng không đến nỗi nào là quá khó khăn ha. Năm tới mới là năm khó khăn của người tuổi Dậu, Quý Dậu, đặc biệt là Quý Dậu nữ mạng với cái gọi là tam tai năm nạn, rồi là người ta nói tỵ Dậu Sửu, mà năm tới là tuổi Dậu cho nên là sẽ có nhiều điều rất là mệt mỏi. Rồi thiên can thì Quý Bính không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc của tháng này cũng không có gì tích cực hơn, mà cũng không có thêm cái sự xấu xa chống phá ha, bớt đi cái sự xấu xa chống phá. Địa chi Dậu Tý thì thuộc tứ hành xung, gia đạo tình cảm thì có nhiều cái buồn phiền nhưng nó là chỉ nhưng mà những chuyện vặt vãnh thôi, không có quá nghiêm trọng. Ok, đối với tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, người Quý Dậu sinh năm 1993 Kim phong Kim này thì nam mạng vẫn là người phải chịu nhiều cái sự xung khắc hơn với Dậu Tý ha. Rồi người tiếp cuối cùng là của tuổi Dậu, mình sẽ chia sẻ về cái tử vi của tháng Bính Tý tháng 11 âm lịch là người Ất Dậu sinh năm 2005 và 1945. Đây là những tuổi, một là còn nhỏ quá ở trong cái giai đoạn đi học, hai là lớn quá cái giai đoạn an hưởng tuổi già, cho nên không xét nhiều về phần công việc tài lộc mà chỉ xét nhiều về bổn mạng và gia đạo, tình cảm gia đạo. Như với người mệnh thủy gặp tháng thủy là đồng hàng cho nên bổn mạng sức khỏe không vấn đề, không có nhiều cái sự xung khắc ở trong cái vấn đề này. Thiên can ất bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cái chủ thiên can gì thì về công việc tài lộc, cho nên không cần phải nói tới, tại vì nhỏ quá rồi ăn học thôi, lớn quá thì ăn hưởng tuổi già, cho nên là không cần phải nhất thiết gì hết. Địa chi dậu tí là thì nằm trong tứ hành xung, gia đạo tình cảm có chút buồn phiền âu lo nhưng không quá nghiêm trọng. Hy vọng rằng là với cái gia đạo mà nó rời nhau xa nhau ở trong tứ hành xung như vậy, tí ngọ mèo dậu như vậy, thì các bác lớn tuổi sinh năm 1945, đặc biệt là các bác nữ mạng, không có nhiều cái buồn phiền lo lắng và không có được cái tình cảm tốt đẹp với con gái. Rõ ràng là có những cái điều mà không tích cực về tình cảm gia đạo cho tất cả những người tuổi dậu ở trong cái tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm kỷ hợi 2019. Tuy nhiên, như đã nói ở đầu cái video, nó không quá lớn lao. Ngược lại thì sẽ có những điều tích cực về công việc, về tài lộc cho người Tân Dậu sinh năm 1981, vốn dĩ là những người có cái số mạng không được tốt đẹp cho lắm trong lục thập hỏa giáp. Người Tân Dậu thì thường là khổ linh binh lang bang lắm, trừ trường hợp là thí dụ như nhất là nữ mạng, trừ trường hợp là các bạn ngoài nữ mạng lấy được chồng hợp tuổi hoặc là có số lá số tốt đẹp thì cuộc đời mới đỡ thôi. Nhưng tổng chung phần đông là người Tân Dậu nữ mạng khổ nhiều hơn. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý của năm kỷ hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Dậu. Hy vọng rằng cái thông tin mình vừa tổng hợp sẽ là cái hành trang nhỏ để mọi người tuổi Dậu biết mà ứng dụng vào cái cuộc sống của tháng 11 âm lịch này, để được những cái thành công mỹ mãn, vượt qua cái khó khăn, để đón chờ cái năm nặng của tam tài sắp xảy ra ở trong cái năm 2020. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Dậu được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.